Hi, xin chào. Giờ mình sẽ đi xuống Santa Castle, cái tòa lâu đài của ông già Noel. Có dấu chân của con nai, con thỏ gì nè. Chân thỏ. Giờ thì mình cần ra Walmart để mua một ít đồ ha. Doritos. Mấy cái cereal bar này ăn rất là tốt nha. Monster. Chuyến đi này mình có Doritos và Monster để nerf this. Let's go. Chuyến này chắc chuyến xuyên bang rất là dài. Nó làm mình nhớ tới năm đầu tiên mình vừa tới nước Mỹ và mình có một cái chuyến đi từ Iowa xuống Texas, thì mình có nhìn thấy một cái xe lửa mà nó có thể là nó dài gấp 10 lần cái chuyến này cơ. Nó chạy ngược chiều với xe mà 30 phút vẫn chưa thấy cái đuôi của nó đâu. Đúng rồi, nó rất là dài. Tiểu bang Iowa, như các bạn đang thấy thì nước Mỹ đất rộng bao la, hai bên là các cánh đồng bắp hoặc là đậu nành. Hiện tại thì mình đang đi ngang qua một thị trấn nhỏ có tên là Pomeroy. Dân số ở đây thì vào khoảng 600 người thôi, rất là nhỏ. Hiện tại thì mình đang đi về hướng Tây Bắc của tiểu bang Iowa. Và đây là lần đầu tiên mình thực sự là bất ngờ khi mà thấy phía trước mặt mình là một cánh đồng phủ cối xay gió. Và đây có thể là nguyên nhân vì sao mà giá điện của tiểu bang Iowa vào khoảng 8 cent cho 1 ký điện, tức là khoảng 1.800 Việt Nam đồng cho 1 ký điện. Mình nghĩ đây là một mức giá khá là rẻ. Thoạt nhìn thì mình dường như là có cảm tưởng là cái cối xay gió này nó rất là bé, nhưng mà nếu mà nghĩ ra thực sự thì cái cánh quạt nó rất là bự và mình có thể đi bộ vào bên trong, mình có thể chui vào trong đó được luôn. Hiện giờ là khoảng 2 giờ chiều và mình đã tới Storm Lake. Phía bên trái của mình đây chính là cái hồ mà nó trắng xóa như vậy, thì mình nghĩ là nó đã đóng băng hoàn toàn rồi. Tyson có cái nhà máy hay là thịt gà ở đây. Cái mùi họ làm gà khá là hôi ha, khó chịu lắm. Giờ mình đã tới nơi rồi ha. Nhà của ông già Noel. Lâu đài chứ. Storm Lake. Nay thời tiết khá là ấm. Khá là ấm, 1-2 độ C gì đó. Có mấy người đang đứng chụp hình. Giờ mình sẽ vào trong. Trong đây có những mô hình người ta làm giống như một cái thành phố thu nhỏ với những cỗ xe lửa chạy xung quanh. Ở đây có một lớp mẫu giáo được các cô dẫn đi tham quan Santa Castle. Giờ mình sẽ tiến vào bên trong xem ha. Phía trước là có một cái tấm bản đồ, thì mình từ đâu tới thì mình sẽ dùng cái ghim mình găm vào chỗ đó. Còn không biết mình đâu luôn. Iowa, Webster County. Ở đây. Ok, mình ở Webster County, mình ở đây. For that, ghim vào đây. Ông già Noel đang lắc lư. Ông đang lắc lư. Giờ mình tiến vào bên trong và mình thấy một cái thành phố, một cái mô hình to hơn cái mô hình hồi lúc nãy nữa. Những cái thành phố nhỏ nhỏ nhìn thích thật. Như một thành phố thu nhỏ. Trong đây giống như là cái mô hình thu nhỏ của chính cái thị trấn Storm Lake này. Mình có thể nhận ra là có một cái hồ ở cái góc trái và cái cột cờ lúc mà mình đi vào cái thị trấn mình thấy được. Trước mặt các bạn là một tấm bản đồ của tiểu bang Iowa này. Mình sẽ chọn vào kho đá. Mình đang ở đây. Bây giờ mình sẽ đi ra bờ hồ của thị trấn Storm Lake, xem bờ hồ nó như thế nào ha. Không biết nó có đóng băng không, không biết có đi ra ngoài đó được không. Ra xem ha. Thời tiết hôm nay khá đẹp ha. Trời quang, nắng đẹp. Nhìn đây, tuyết tan. Tuyết tan thì tuyết, đất, muối, sình. Biết mình sẽ sình không? Giờ thì mình đang tiến ra phía bờ hồ của thị trấn Storm Lake. Trước mắt mình đây là một cái mỏ neo khá là bự. Thời tiết mát mẻ quá, không có lạnh gì hết. Có ghế ở đây nữa nè, ghế ở đây cho mình ngồi mình ngắm cái hồ. Phía xa xa kia là có cái công viên nước. Wow, đóng băng hết, cái hồ đóng băng hết. Nước đá mới đập mắt luôn. Ghê vãi. Cái này là mình đi bộ xuống dưới được luôn á. Chỗ này tưởng là nước, có chừng té, dễ té lắm. Đống đá. Chỗ này không có chỗ để đi xuống gì hết. Này có dấu chân của người ta đi này. À, cái hồ. Chưa bến mình đi ra đây. Mà mình thôi chắc dừng ở đây quá. Chỗ này nhìn ra ấy, chỗ này là nước nè. Nước nó đông thành cục đá, bây giờ nó trơn lắm. Nguy hiểm, nguy hiểm. Phía xa xa kia là có mấy người họ đang khoan một cái lỗ để xuống, họ câu cá. Cái hồ này nó phải đóng băng cả mét. Phía này có mấy cái lều à, ai câu cá họ dựng sẵn cái lều ở đây luôn. Mà đây nó không có cái lối để cho mình đi xuống thôi. Xuống xong mà không biết lên chưa, không lên bằng cách nào. Hồ đóng băng hết luôn. Đi này phải cẩn thận lắm. Cái sợ nhất là cái khúc này, chỗ này trơn đá. Chói mắt. Cái lều của họ trú ngụ. Ở trong đây tránh gió. Trong bên trong cái lều này họ sẽ đục một cái lỗ xuống dưới. Thì cái hồ này mùa này nó đóng băng sâu cả mét, lái xe xuống con đường mà không sao hết. đang đi bộ trên mặt hồ. Đó, họ có cái xe. Đó, họ đang lái xe dưới mặt hồ. Phía bên này là cái chắc là cái nơi họ vừa mới đục cái lỗ nè để mà họ câu cá. Ok, mình chỉ đi dạo vào hồ thôi, không dám bước xuống dưới đâu, nguy hiểm lắm. Vlog tới đây là hết ha. Bye bye. Mọi người có một mùa Giáng sinh vui vẻ. Bye.